Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn, kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Và đây là cái series mà tôi tổng hợp lại 10 cách mà các bạn có thể kiếm được tiền thông qua chiếc điện thoại smartphone là Android hoặc là iOS của các bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái ứng dụng để các bạn có thể kiếm được tiền thông qua chiếc điện thoại của mình. Và cái ứng dụng này thì theo tôi đánh giá nó cũng mới ra mắt thôi, nhưng nó khá là uy tín và giúp mình kiếm được khá là nhiều tiền qua mỗi lần giới thiệu. Thì trước khi vào cái phần giới thiệu chính, cài đặt như thế nào cũng như đăng ký tài khoản nó làm sao, thì tôi xin phép giới thiệu cho các bạn về cái kênh YouTube của tôi. Thì hiện tại tôi có hướng dẫn cho các bạn những cái cách mà mình có thể kiếm được tiền thông qua chiếc smartphone, thông qua ứng dụng Uento, Capres, Casso. Những cái ứng dụng này á, thì tôi hiện tại vẫn còn đang kiếm tiền và được thanh toán hàng ngày. Nên có nhiều người bạn cũng hỏi tôi là không biết là những cái ứng dụng này nó còn hoạt động hay không. Thì các bạn hãy yên tâm về điều này. Không những là nó còn đang hoạt động mà nó còn hoạt động rất là tốt. Có những cái cập nhật, những phiên bản rất là mới để giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Và bật mí cho các bạn biết rằng á, là cái tháng vừa rồi thì tôi đã có thu nhập trên 500 đô từ những cái hình thức kiếm tiền bằng điện thoại. Và trong series này thì tôi sẽ tổng hợp thêm rất là nhiều những ứng dụng thêm nữa để cho các bạn có thể nhiều cái hình thức chọn lựa để các mình có thể gia tăng cái thu nhập của mình. Ok, thì bây giờ tôi sẽ không để cho các bạn đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng vào cái phần cài đặt. Và trong cái video này thì tôi sẽ chia nó thành ra 3 phần. Phần đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cũng như đăng ký ứng dụng. Phần thứ hai thì tôi sẽ giới thiệu sơ nét về cái ứng dụng kiếm tiền này. Và phần thứ ba thì tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy là mình có thể kiếm được tiền thông qua ứng dụng này như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào CH Play. Thưa các bạn, ứng dụng này có tên là Logi. Đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt cho ứng dụng, chấp nhận nó. Và giới thiệu sơ nét cho các bạn biết rằng đây là cái ứng dụng mà mình có thể tìm kiếm những địa điểm món ăn ngon. Ứng dụng này khá là hay. Thì theo như tôi biết là cái ứng dụng này nó sẽ review về những cái địa điểm mua sắm hoặc là ăn uống. Thì khi chúng ta cài đặt ứng dụng này về và chúng ta chia sẻ nó cho bạn bè người thân của mình thì chúng ta cũng sẽ có thêm một khoản thu nhập. Đây các bạn có thể nhìn thấy được rằng cái tính năng mới của nó cập nhật gần đây là chúng ta có thể biến được từ 0 đồng thành 200 ngàn đồng như thế nào từ Logi. Thì bây giờ tôi đã cài đặt thành công rồi. Tôi sẽ mở cái ứng dụng này lên cho các bạn thấy nha. Ở trong cái phần trang chủ của nó thì chúng ta sẽ có hai cái cách để đăng nhập. Một là chúng ta sẽ vào bằng Facebook. Hai là chúng ta sẽ đăng nhập vào bằng số điện thoại di động. Thì các bạn vào bằng Facebook thì nó đơn giản rồi, tôi không có nói làm gì. Ở cái bước 2 này thì tôi sẽ muốn đăng nhập vào bằng số điện thoại. Đây thì các bạn chỉ cần đăng nhập cái số điện thoại của mình vào là xong rồi. Và trong giây lát thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã xác minh bao gồm 5 chữ số. Thì các bạn hãy nhập cái mã xác nhận xác minh của nó gửi vào cho chúng ta. Sau khi xác minh xong rồi thì bây giờ qua cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ nhập một cái mã giới thiệu mặc định vào. Thì khi các bạn nhập cái mã giới thiệu mặc định này vào á thì các bạn sẽ được 10.000 được điểm thưởng của Logi. Thì bây giờ các bạn hãy cùng nhập theo tôi nha. Cái mã xác nhận là DID0X. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đọc lại cho các bạn thấy là cái mã là DID0X, số 0 chứ không phải là chữ O nha các bạn. Sau khi các bạn đã nhập xong cái mã giới thiệu mặc định của tôi vào thì bây giờ các bạn sẽ chọn một cái tên tài khoản. Ví dụ như là tôi sẽ đặt nó tên là Sơn PS thêm chữ Z đi, tại vì tôi đã đăng ký cái tài khoản này thông qua cái số điện thoại khác rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào tiếp tục. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái địa điểm, chọn Hồ Chí Minh đi, tôi đang ở Hồ Chí Minh. Bắt đầu. Logi thông báo cho tôi á là tôi đã vừa mới nhận được 10.000 đồng vì tôi đã nhập xong cái mã giới thiệu mặc định vào. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm OK. Ở trong cái phần này á, thì nó giống như là một cái Facebook, cái hồ sơ cá nhân của chúng ta vậy các bạn ha. Thì các bạn có thể chọn vào cái phần giới thiệu tí xíu của bản thân này nè, rồi mình cập nhật những cái thông tin của mình vào. Thì ở đây á, nó cũng sẽ có những cái người theo dõi hoặc là người mình muốn theo dõi.
và những cái lượt chia sẻ. Sau đó chúng ta cũng có thể tạo những cái album hình ảnh và mình chia sẻ những cái đồ ăn món ngon khá là tuyệt vời, khá là thú vị. Rồi ra phần trang chủ thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần tìm kiếm quanh đây nè, đồ đồ ăn nè, góc con gái nè, đồ ăn ship nè, mỹ phẩm nè, đồ con trai nè, ví dụ đi. Thử bấm vào xem nó có gì. Thì trong cái phần này thì chúng ta cũng có thể đăng bán một cái sản phẩm gì đó. Thì bây giờ chúng ta đã có tài khoản rồi, thì như vậy chúng ta sẽ liên kết cái tài khoản này với cả Facebook, Instagram và đặt cái số điện thoại của chúng ta vào. Thì khi người nào họ muốn có nhu cầu mua sản phẩm thì họ cũng có thể vào đây để họ tham khảo, cũng khá là hay đó các bạn. Thì cái chức năng này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Thì tôi thấy cái ứng dụng này tuy là rất là mới thôi nhưng mà nó nhận được một cái quỹ đầu tư khá là lớn từ bên nước ngoài về. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những cái chức năng về tìm kiếm đó, ăn với người yêu, góc cà phê không. Thì cái ứng dụng này nó nghiêng về review những cái khu vực món ăn ngon, khu vực mua sắm là rất là nhiều. Ok, thì bây giờ tiếp theo là các bạn sẽ vào cái phần này nè, cái hình khuôn mặt của con mèo. Thì chúng ta sẽ bấm vào phần ba gạch phía trên cùng tay phải của màn hình thì chúng ta sẽ thấy. Vậy thì bây giờ chúng ta đã vào cái giao diện này rồi, thì câu hỏi của các bạn là tôi muốn kiếm tiền thông qua ứng dụng Logi này thì như thế nào. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần mời bạn bè nhận thưởng ở đây. Thì chúng ta sẽ có một cái mã giới thiệu mặc định. Đó, cái mã này này. Thì chúng ta sẽ có một cái mã giới thiệu. Thì các bạn chỉ cần sao chép nó và cho những người bạn của các bạn tải cái ứng dụng này về. Sau đó cái phần đầu tiên thì các bạn sẽ đăng nhập vào một cái mã code giống như các bạn vừa nãy mới nhập cái mã code của tôi rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận được số tiền mỗi lần giới thiệu một người là 10.000 đồng. Khi chúng ta đủ 200.000 thì chúng ta sẽ bấm vào rút tiền và nó sẽ gửi về tài khoản cho chúng ta. Cũng khá là hay, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Nếu như các bạn mà biết sử dụng những cái hình thức giống như tôi chia sẻ là các bạn có thể đăng một cái bài lên Facebook, tìm lên những group. Những group này có thể là nhóm sinh viên, nhóm bán hàng, nhóm cha mẹ. Rất là nhiều những cái group mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn qua một cái video rất là chi tiết. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể quay những video lại bằng điện thoại rồi sau đó chúng ta sẽ đăng lên YouTube giống hệt như tôi đang làm và chia sẻ cho các bạn đây. Thì chỉ hai cái cách đó thôi là các bạn cũng có thể kiếm được khá rất là nhiều tiền ở đấy. Quan trọng là các bạn có chịu làm hay không thôi, chứ thực ra là tháng vừa rồi là tôi đã kiếm được hơn 500 đô từ những cái ứng dụng kiếm tiền bằng điện thoại rồi. Và trong những video tiếp theo, chỉ khoảng 1-2 ngày thôi, thì tôi sẽ review thêm cho các bạn thêm 4 ứng dụng kiếm tiền bằng điện thoại nữa. Và 4 ứng dụng này kiếm tiền khá là tốt. Và trước giờ thì tôi đa phần là review trên ứng dụng Android thôi. Và trong thời gian tới thì tôi sẽ review thêm chiếc iPhone trên hệ điều hành iOS cho các bạn nữa. Thì các bạn hãy đón xem những video tiếp theo của tôi nha. Đây thưa các bạn, có nhiều người bạn hay hỏi tôi là không biết cách tuyển rep như thế nào. Thì tôi có làm một cái video. Video này nó nằm trong danh phát kiếm tiền bằng điện thoại đó. Đây, kiếm 120.000 mỗi ngày bằng điện thoại smartphone này. Các bạn sẽ vào đây, kéo nó xuống dưới một chút. Đây, cách tuyển hàng trăm rep mỗi ngày khi kiếm tiền online. Thì các bạn sẽ bấm vào xem video này. Ở trong video này thì tôi hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn biết những cái cách kiếm tiền và mình tuyển rep như thế nào một cách rất là cụ thể. Và bằng chứng là có rất là nhiều người bạn đã làm được rồi. Và tiêu biểu có một người bạn đã làm theo những cái mà tôi chia sẻ. Và hiện tại là group của bạn đã có 500 thành viên rồi, mà bạn cũng chỉ mới tạo thôi. Ngoài ra thì còn một số người bạn khác nữa, nhưng mà tôi không có tiện nêu tên. Còn cái thứ hai là nếu như các bạn không có biết cách quay màn hình điện thoại như nào thì các bạn cũng vào đây nha, phần hướng dẫn đăng ký này. Rồi mình sẽ vào cách quay màn hình điện thoại Android, quay màn hình điện thoại đó. Thì sắp tới thì tôi cũng cập nhật thêm cho các bạn thêm một cái ứng dụng để quay màn hình trên iOS nữa là đủ bộ. Rồi xong sau đó thì các bạn sẽ đăng nó lên YouTube. Chúng ta bật chế độ kiếm tiền. Thì thứ nhất là chúng ta vừa kiếm tiền bằng điện thoại, kiếm tiền bằng hình thức giới thiệu bạn bè cùng chơi, và kiếm tiền thêm bằng YouTube khi chúng ta cộng lại tất cả những cái hình thức kiếm tiền này.
thì có phải là các bạn đã kiếm được một khoản rất là kha khá rồi không ạ? Và nếu mà chúng ta xây dựng nó theo thời gian, theo năm tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì không những nó đã giúp chúng ta kiếm tiền hàng ngày mà bên cạnh đó nó là một nguồn thu nhập thụ động. Có nghĩa là khi chúng ta không cần làm việc nữa, chúng ta không cần quay video nữa thì những cái người họ xem video của mình, họ vẫn cứ làm theo những cái hướng dẫn của chúng ta và tiền vẫn nhảy về tài khoản cho chúng ta mỗi khi chúng ta đang ngủ hoặc là chúng ta đang đi chơi, đang đi du lịch với bạn bè, người thân. Và các bạn có cảm thấy những điều đó thực sự tuyệt vời không ạ? Đối với tôi thì đó là những cái điều mà tôi muốn xây dựng và khao khát làm được. Và không những tôi làm được và tôi phải làm cách nào đó để chia sẻ, tạo thành một cộng đồng và giúp cho các bạn cũng đạt được điều đó giống như tôi. Và đây thực sự là những chia sẻ của tôi rất là thực lòng. Tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là ít người mà họ làm được mà họ lại dám chia sẻ cho các bạn điều này đâu. Chắc chắn họ sẽ có bận những công việc của họ nên họ sẽ rất là khó để chia sẻ cho các bạn những cái điều giá trị như vậy. Ok, nếu như các bạn đã xem xong video này và các bạn yêu mến tôi thì đừng quên like cũng như share video này cho người thân, bạn bè. Và đừng quên đăng ký cũng như subscribe kênh YouTube của tôi là Sơn PS để tôi thông báo cho các bạn những video mới nhất trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.